Đội khách mũi né được khách du lịch gọi với cái tên là sa mạc Sahara tại Việt Nam, với những cồn cát tự nhiên trải dài bất tận. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút được số lượng du khách ghé thăm hàng năm. Đồi cát trải dài từ Bình Thuận đến Ninh Thuận là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Địa danh này cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 25 km với bãi cát trắng mịn và không gian thiên nhiên tuyệt đẹp. Mũi Né thu hút với những cảnh quan đẹp như sa mạc, núi cát trắng, những đồi cát cao và cồn cát màu vàng. Đặc trưng của đồi cát Mũi Né chính là các đồi cát ở đây có thể đổi màu. Màu sắc của những dải cát sẽ thay đổi theo khung giờ và thời tiết từ vàng, đỏ cho tới trắng. Ngày nay, tại khu vực đồi cát đã phát triển thành một khu du lịch nổi tiếng với nhiều tiện ích như khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Khung cảnh ở đồi cát tựa như là bức họa kỳ vĩ nổi với những bãi cát trắng mịn trải dài. Cùng với đó, tương tự như thời tiết tại Mũi Né, đồi cát cũng có khí hậu nhiệt đới, gió mùa ôn hòa và ấm áp quanh năm, phù hợp cho du khách du lịch tham quan. Đồi cát Mũi Né là rất nổi tiếng của Việt Nam, có nguồn gốc hình thành từ mỏ sắt cổ trăm năm tạo nên. Sự hình thành của đồi cát có một lịch sử lâu đời và được liên quan đến các yếu tố địa chất và biến đổi tự nhiên. Đây là sự kết hợp giữa hệ thống dòng chảy biển và gió, tạo ra một quá trình di chuyển cát liên tục với trăm hình, trăm dáng và những đồi cát trượt. Đồi cát Mũi Né còn có tên gọi khác là đồi cát bay vì hình dạng của đồi cát thay đổi theo từng ngày và từng giờ. Từ bay có thể diễn đạt sự mênh mông, phong cảnh đẹp và độc đáo của cát và cách mà gió thổi qua khu vực này. Cát ở Mũi Né thường được hình thành và di chuyển do sự tác động của gió biển mạnh mẽ. Khi gió thổi qua, cát được cuốn bay và tạo ra hiệu ứng mịn màng như bay lượn trên không trung.